điều giác quan của động vật, bạn sẽ không tin những gì có thể xảy ra. Chào mừng bạn đến với siêu giác quan của động vật. Chương trình cho phép bạn nhìn, nghe, nếm, ngửi và cảm nhận như động vật. Động vật sử dụng thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thính giác và các giác quan đặc biệt khác để chủ động theo cách của chúng, thông qua một thế giới đôi khi tàn nhẫn và không khoan nhượng. Trong tập này, chúng ta đi từ sa mạc đến rừng cây, từ Úc đến Borneo và ngược lại, để tìm hiểu cách mà các loài đa dạng như cáo tai rơi, chuột bạch, gâu, chuột túi, ve sầu, khỉ vòi và các sinh vật khác không bao giờ bỏ lỡ một thủ thuật thính giác nào. Trong những vùng đất cây bụi rộng lớn này, được gặm lá và tranh giành bởi một số loài động vật hoang dã dễ nhận biết nhất trên hành tinh. Chúng tôi đã tìm thấy loài sinh vật đặc biệt tò mò này. Cáo tai rơi sinh sống ở những khu vực có cỏ ngắn và cây bụi thấp. Thức ăn chủ yếu là côn trùng và động vật không xương sống. Để nắm bắt những sinh vật nhỏ bé, có thể nghe thấy chúng thì sẽ rất hữu ích. Vì vậy, đôi tai lớn của cáo tai rơi không chỉ để trang trí. Chúng chứa đầy các mạch máu giúp hạ nhiệt cho con vật vào ban ngày. Cũng là vì ở đây, ngoài trảng cỏ đang nóng lên. Nhưng tai của chúng cũng là nơi thu thập âm thanh hiệu quả và truyền âm thanh vào tai trong. Hơn nữa, đôi tai xoay này có thể quay 180 độ để giúp xác định vị trí con mồi nhỏ của chúng, cũng như các động vật săn mồi. Cáo tai rơi phải đặc biệt cảnh giác trước âm thanh của cầy man gút mảnh mai, linh cẩu nâu và chó rừng lưng đen. Tất cả chúng đều có thể giết và ăn thịt cáo tai rơi thường xuyên. Nói chung, thính giác tốt là một lợi thế lớn đối với những loài động vật muốn tránh bị ăn thịt. Sa mạc cung cấp những lựa chọn tốt cho các loài ăn tạp, với thảm thực vật thưa thớt, có nghĩa là ít nơi để ẩn náu hơn. Loài chuột đất dường như dành phần lớn thời gian của nó để tránh bị ăn thịt. Trên thực tế, một loài thú có túi là thành viên lớn nhất được biết đến của họ chuột túi. Chuột đất thực sự là một loài động vật sống về đêm. Chúng thường không lên khỏi mặt đất cho đến khi hoàng hôn buông xuống và quay trở lại một hoặc hai giờ trước khi mặt trời mọc. Nếu đó là đêm trăng tròn hoặc có gió lớn hay mưa, thì chúng sẽ ở trong hang cả đêm. Khi bước ra khỏi đó, chúng dựa vào thính giác của mình để tồn tại. Hãy để ý đến đôi tai lớn, hầu như không có lông của chúng, cho phép âm thanh truyền đến tai trong và cũng giúp khuếch đại âm thanh.
Trên thực tế, nó không khác gì hiệu ứng của việc đặt tay ở sau tai. Nhưng tất nhiên, có nhiều khả năng nghe siêu phàm của động vật hơn là có đôi tai quá khô. Lấy ví dụ như loài chuột đuôi dài. Thính giác của chúng nhạy bén đến nỗi chúng có thể nghe thấy tiếng gió thổi xù lông của một con cú bay qua khu rừng vào ban đêm. Tuy nhiên, không giống như cáo tai rơi mà chúng ta đã thấy trước đó, tai của loài chuột này không đặc biệt lớn so với phần còn lại của cơ thể chúng. Chính bàn chân lớn và hai chân sau là điểm nổi bật trên loài vật này. Ồ không, với loài chuột đuôi dài, tất cả công việc kỹ thuật âm thanh chính xác đều diễn ra bên trong tai của sinh vật này. Chuột đuôi dài có một màng nhĩ rất lớn nằm gọn trong chiếc tai cỡ trung bình đó, và một buồng tai dựa lớn hơn bình thường để khuếch đại. Cấu trúc xương lớn bao quanh tai trong của chuột đuôi dài giúp tăng cường thính giác cực kỳ nhạy bén của chúng. Kích thước không có gì đảm bảo khi nói đến sức mạnh giác quan của động vật. Một số loài động vật nhỏ nhất có khả năng thính giác và giao tiếp thính giác mạnh nhất. Mặc dù môi trường sống của chúng khác nhau, gâu là một loài động vật khác dựa vào thính giác để tránh xa rắc rối. Bạn cần lưu ý rằng, chúng cũng có đôi tai lớn hình loa di chuyển độc lập. Khả năng nghe định hướng này có nghĩa là chúng có thể khoanh vùng nơi phát ra âm thanh, và nó được cho là biết được khoảng cách bao xa, nghĩa là chúng có thể chủ động chạy nhanh để tránh xa. Nói chung, đây là lý do tại sao rất khó để rình một con gâu trong rừng. Và như tất cả những người săn gâu ngoài kia, đều có thể chứng thực, loài gâu, theo bản năng, có thể phân biệt giữa âm thanh mà nó nghe thấy hàng ngày trong rừng và những tiếng động lạ như tiếng mở cửa ô tô hoặc bước chân của con người. Ở một số khía cạnh, thính giác là giác quan quan trọng nhất của gâu, dù khứu giác của chúng rất nhạy bén. Nhưng một cơn gió nhẹ luôn có thể thổi theo hướng không có lợi. Trong khi ngược lại, chúng có thể dựa tốt hơn vào đôi tai của mình để định hướng. Gâu cũng nghe thấy mọi thứ ở tần số cao hơn con người, mặc dù chúng ta có thể nhận ra những thứ ở tần số thấp hơn so với chúng. Các loài gặm nhấm, chẳng hạn như chuột nhắt và chuột tí hon, được tặng kèm khả năng nghe siêu âm như một thiết bị tiêu chuẩn. Điều đó có nghĩa là chúng có thể nghe thấy ở tần số trên giới hạn khả năng nghe của tai người. Dài tần thính giác thường có nghĩa là phạm vi sóng âm thanh và dao động mà con người và các động vật khác có thể nghe thấy. Cách dễ nhất có thể là hình dung một bàn phím đàn piano.
Con người thường nghe thấy các nốt ở giữa bàn phím, những nốt khác rất cao hoặc rất thấp mà không thể nghe được đối với chúng ta. Ở mức thấp hơn của thang đo, chuột và các loài gặm nhấm khác không chỉ tạo ra những tiếng ồn ào mà con người chúng ta có thể tiếp nhận. Ồ không, chúng có thể giao tiếp trong một thế giới âm thanh và tín hiệu thính giác phong phú, nhưng nằm ngoài phạm vi thính giác của chúng ta. Hãy tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu chúng ta có thể nghe thấy chúng. Những động vật lớn hơn có thể nghe thấy mọi thứ trong phạm vi sóng siêu âm thì là loài thiên hướng của cái đầu lớn, như ở con người. Có đôi tai cỡ vừa phải đặt cách xa nhau. Có lẽ không có ví dụ nào tốt hơn loài voi. Tất nhiên, tai voi rất đáng chú ý vì nhiều lý do. Thứ nhất, chúng có thể di chuyển tai qua lại. Điều này giúp hạ nhiệt. Tai voi chứa một mạng lưới các mạch máu giúp điều chỉnh nhiệt độ của voi khi lưu thông máu qua tai của nó. Voi có thể nghe thấy mọi thứ ở 20 tần số thấp hơn trong phạm vi thính giác mà chúng ta không thể. Phạm vi này được gọi là sóng hạ âm. Âm thanh ầm ĩ nho nhỏ mà đôi khi bạn nghe thấy voi, đó là lúc nguy hiểm. Những con voi khác có thể nghe thấy những con voi như vậy, và những con khác mà chúng ta không thể phát hiện được, cách xa tới 6 km. Những cuộc trò chuyện đường dài này hữu ích trong việc cho voi được biết khi nào con cái ở gần và liệu chúng có động dục hay không. Mùa giao phối và tiếng ầm ĩ của khu rừng này không phải là trò đùa đối với voi. Chỉ trong vài ngày, sau mỗi 2 đến 4 năm, con cái sẽ sẵn sàng giao phối, và đó là lúc chúng phát ra lời mời gọi giao phối này. Đó là tiếng gọi mà không con voi đực nào muốn bỏ lỡ. Cũng như đôi tai vỗ mạnh khổng lồ đó, voi có thể phát hiện ra âm thanh qua vòi và bàn chân của chúng. Cả hai đều đi kèm với các thụ thể thu nhận các rung động tần số thấp đó trong phổ sóng hạ âm. Khi bạn nhìn thấy một con voi với cái vòi của chúng trên mặt đất và chân của chúng được định vị cẩn thận, điều đó có nghĩa là chúng đang nghe rất tốt. Chúng có thể đang theo dõi tiếng ồn ào hạ âm do những con voi khác tạo ra, hoặc lắng nghe các cơn giông bão và sự xuất hiện của mưa. Vào mùa khô ở đồng bằng châu Phi, đây là một lợi thế rất lớn vì chúng có thể di chuyển theo hướng mưa và hướng tới nơi có nước, điều quan trọng cho sự sống còn. Đôi tai lớn của cáo tai rơi và voi giúp chúng có khả năng khuếch đại âm thanh. Nhưng có một loài động vật khá kỳ dị, sử dụng một bộ phận khác của cơ thể để khuếch đại âm thanh.
Bởi vì điều quan trọng là phải nghe những gì đang diễn ra. Truyền đạt thông điệp của bạn có thể là một vấn đề sinh tử. Để làm rõ trường hợp này, chúng tôi đi đến hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới. Một hòn đảo mà chính cái tên đã trở thành một từ đồng nghĩa với khía cạnh hoang dã của tự nhiên. Borneo, quê hương của khỉ voi. Loài linh trưởng này chỉ được tìm thấy trong các vùng hoang dã của Borneo, có nhiều đặc điểm khác thường. Là một trong những loài lớn nhất và đặc biệt nhất trong số các loài linh trưởng. Chúng có một phần chân có màng và là những vận động viên bơi lội cực khôi. Và đó là con đực của loài phát triển trước mũi lớn nhất. Nhưng chiếc mũi nhô ra của nó cũng là một trợ giúp trong việc phát đi cảnh báo khi nguy hiểm đang cận kề. Khi cảm thấy bị đe dọa, mũi của khỉ voi được sưng lên. Và sự sưng tấy này có nghĩa là mũi của nó hoạt động như một buồng âm thanh. Tiếng kêu thống thiết hoặc báo động của con khỉ vang vọng từ những bức vách ngăn đó. Tiếng kêu của nó truyền đi xa hơn, hy vọng đến được với những con cái và cảnh báo chúng về nguy hiểm sắp xảy ra. Thông thường nhất là cá sấu hoặc báo hoa mai, hoặc đôi khi, đáng buồn là con người. Khỉ voi nằm trong danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng. Từ chiếc mũi hoạt động như một bộ khuếch đại, đến việc kiểm tra cận cảnh các sinh vật trong thế giới côn trùng có thính giác bắt nguồn từ một số nơi kỳ lạ. Tai sầu và châu chấu có tai trên thân mình. Trong khi dế và muỗng nghe được qua các lỗ ở chân sau của chúng. Lý do chúng nằm ở đó là gì? Chà, tính năng phát hiện âm thanh thường hoạt động tốt hơn khi các thiết bị phát hiện là hai tai được đặt cách xa nhau. Dế và muỗng chắc chắn cần hệ thống thính giác nhạy cảm của chúng. Như hầu hết chúng ta đều biết theo kinh nghiệm, loài côn trùng giống lá cây có đặc tính dễ gây ra nhiều tiếng ồn, đặc biệt là vào những đêm mùa hè ấm áp. Điều quan trọng đối với sự sống còn là phải phân biệt giữa âm thanh của một bạn tình tiềm năng đang hát phản hồi trở lại và âm thanh của một con rơi mà tiếng kêu của chúng có thể có cùng tần số. Phát ra âm thanh ngu ngốc trong trường hợp này có thể là vấn đề sinh tử. Đặc biệt khi bạn xem xét con vật mà dế và ve sầu có lý do để sợ nhất là loài rơi và khả năng định vị bằng tiếng vang siêu việt của nó. Rơi, dế và ve sầu cần lắng nghe, dựa vào khả năng định vị bằng tiếng vang, nói một cách dễ hiểu, giống như nhìn qua âm thanh. Có một thực tế thú vị là các loài rơi luôn sử dụng cách định vị bằng tiếng vang. Rơi nói chung là loài ăn đêm và bắt mồi khi đang bay. Định vị qua tiếng vọng cho phép chúng giải mã hàng nghìn tín hiệu âm thanh. Những tín hiệu âm thanh này dội lại từ lá, cành và thân cây để xây dựng hình ảnh từ âm thanh về môi trường xung quanh chúng. Phương pháp định vị này giúp rơi tìm thấy loại thức ăn ưa thích của chúng, là côn trùng như dế và ve sầu. Nhưng điều thực sự thú vị về định vị bằng tiếng vang là nó cũng cho phép rơi không chỉ nghe thấy âm thanh mà còn thực sự tạo ra tiếng ồn.
rồi tạo ra sóng siêu âm qua thanh quản và phát ra âm thanh qua miệng hoặc mũi đang mở của chúng. Điều hấp dẫn trong nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng hoàn toàn có thể kết luận tôi được hát trong sóng siêu âm để thu hút con cái. Điều mà nghiên cứu dường như chứng minh là những con rơi cái bị thu hút nhiều hơn bởi những con rơi được có tiếng gọi giao phối phức tạp hơn. Lạ lùng hơn và rõ ràng hơn là, trên thực tế, cả rơi đực và rơi cái đều hát bí mật với tần số có lẽ rất ít. Nếu có, các sinh vật trong môi trường của chúng có thể nghe thấy. Nó gần giống như bờ giam sợ tóc cơ đưa ra ma cà dùng trong những đứa trẻ của bóng đêm. Chúng tạo ra thứ âm nhạc thật ngọt ngào. Khu rừng vào ban đêm. Ngoài tiếng chim kêu, gió thổi hoặc tiếng cành cây lách tách, đối với chúng ta dường như là một nơi khá yên tĩnh. Nhưng với một đôi tai phù hợp, đó là một bản giao hưởng của âm thanh. Ở một nơi nào đó giữa bóng tối người thủy tộc, một con cú bay gần như tĩnh lặng trong bóng đêm. Im lặng, nhưng hung dữ, con cú lợn như được mô tả ở đây, được một số người coi là loài chim phổ biến nhất trên trái đất. Thị lực nhạy bén và thực tế là chúng bay gần như âm thầm trong không trung có liên quan rất nhiều đến thành công liên tiếp của chúng với tư cách là động vật săn mồi. Nhưng có thể vũ khí tàng hình thực sự trong kho vũ khí của loài cú là chúng có khả năng nghe siêu âm. Bạn sẽ không nghe thấy một con cú đang tới trừ khi chúng phát ra tiếng kêu điển hình. Nhưng chắc chắn chúng sẽ nghe thấy bạn. Tai cú cũng không đối xứng, có nghĩa là tai trái không ngang với tai phải. Như với tất cả các thiết kế tiến hóa thông minh, có một lý do chính đáng cho điều này. Tai không đối xứng cung cấp cho chúng hướng của âm thanh. Từ sự khác biệt về thời gian để âm thanh truyền đến tai phải hoặc tai trái, nói theo cách này, cú có thể nghe thấy một loài gặm nhấm đang di chuyển dưới lớp tuyết dày vài chục centimet từ khoảng cách 15 mét. Khi bạn nghĩ về nó theo cách đó, thì những sinh vật nhỏ tội nghiệp sẽ không có cơ hội. Trong chương trình những siêu giác quan của động vật, chúng ta nhìn, nghe, nếm, ngửi và cảm nhận như loài động vật. Các giác quan chính là tiêu điểm của chương trình, và tập này cũng không phải là ngoại lệ. Chính giác đã đưa chúng ta vào một cuộc hành trình đáng nhớ. Nhưng sức mạnh đáng kinh ngạc của những giác quan này sẽ quay trở lại vào một dịp khác. Vì vậy, hãy đón xem chương trình lần tới cùng với chúng tôi.